UNDP và MBI Việt Nam phối hợp tổ chức lễ công bố sáng kiến giao thông điện xanh ở Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chỉ số kinh doanh khí hậu của UNDP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hệ thống khuyến khích các công ty thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu. Giao thông điện xanh là sáng kiến công tư do UNDP phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp cùng lên kế hoạch và thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề của biến đổi khí hậu và chất lượng không khí ở Việt Nam, từ đó thúc đẩy việc di chuyển xanh để giảm ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Giao thông xanh đang tạo ra cơ hội kinh doanh mới và mô hình kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí. Mọi cá nhân đều có thể đóng góp thực sự vào quá trình chuyển đổi, hướng tới một tương lai xanh hơn, sạch hơn bằng cách lựa chọn phương tiện giao thông chạy bằng điện. Theo sáng kiến này, trong 2 tháng tới, một thử nghiệm thí điểm chương trình chia sẻ xe đạp điện sẽ được tiến hành tại khu đô thị EcoPark với khoảng 500 xe đạp điện, 50 trạm sạc và một trung tâm điều hành. Sau khi thời gian thử nghiệm này, UNDP sẽ phân tích chi tiết tất cả các dữ liệu và lập báo cáo đánh giá tác động giảm khí nhà kính cũng như cải thiện chất lượng không khí. Các kết quả này sẽ được công bố tới công chúng, các bên liên quan sẽ được khuyến khích hành động tích cực bằng cách chia sẻ những kết quả đó thông qua các hội nghị công khai với các bộ ngành, viện nghiên cứu. Các tổ chức quốc tế doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và UNDP sẽ phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp xe điện mở rộng chương trình chia sẻ xe đạp điện này vào cuối năm nay.